Hôm nay em giới thiệu lên cho quý anh chị một lô đất rẫy có tổng diện tích là 5 hectare quý anh chị nhé. Và đất chúng ta là đây và được trồng toàn bộ là điều đông đặc như thế này, đang thu kinh doanh mạnh quý anh chị nhé. Đất chúng ta thì có địa chỉ tại xã Iaga, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai quý anh chị. Từ vị trí này di chuyển đến trung tâm ủy ban xã chỉ khoảng hơn 4 km quý anh chị nhé. Và chúng ta sẽ di chuyển bằng đường đất khoảng 800 m, còn lại là đường bê tông. Và từ vị trí này di chuyển đến đường tỉnh lộ chỉ khoảng hơn 1 km thôi quý anh chị nhé. Đây ạ. Xung quanh đấy có dân cư người ta ở đấy quý anh chị nhé, dân cư ở đây. Nói chung là khu vực này dân cư ở hơi thưa. Và đất chúng ta thì được trồng toàn bộ là điều đông đặc như thế này, tổng diện tích là 5 hecta. Gia chủ thì có gửi em bán với giá là 450 triệu trên 1 hecta quý anh chị nhé. Đó, một cái giá rất là hợp lý cho chúng ta luôn. Và con đường này thì theo gia chủ có chia sẻ là có dự án đổ bê tông gần tới lô đất chúng ta quý anh chị nhé. Hiện tại bây giờ chúng ta chỉ di chuyển khoảng 800 mét đường đất, mà nếu nhà nước đổ bê tông vào gần tới lô đất chúng ta thì chúng ta chỉ di chuyển khoảng 100 mét thôi là chúng ta ra đến đường bê tông quý anh chị nhé, là bê tông đổ đợt 2 và bê tông đổ đợt 3 thì sẽ đổ đi qua khu vực chúng ta luôn. Đây quý anh chị có thể quan sát đã, đều được trồng toàn bộ là điều đông đặc như thế này, đang độ tuổi thu kinh doanh rất là mạnh quý anh chị nhé. Đất chúng ta là chất đất đen pha sỏi đỏ quý anh chị nhé. Đất có độ nghiêng nhẹ thôi, đất lầy lầy nghiêng nhẹ rất là đẹp nhé. Đất rất là tơi xốp màu mỡ luôn. Lô đất chúng ta thì có địa chỉ tại xã Iaga, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai. Và với mức giá gia chủ rất là mong muốn quý anh chị nhé. Chỉ 450 triệu thôi là chúng ta đã sở hữu 1 hecta trồng điều thu kinh doanh mạnh như thế này rồi quý anh chị nhé. Đó. Và theo gia chủ có chia sẻ là năm vừa rồi gia chủ thu được 5 tấn điều quý anh chị nhé. Thu được 5 tấn và năm trước đó thì gia chủ thu được trên 10 tấn quý anh chị nhé. Do là năm vừa rồi đây là mất mùa nên là thu được có 5 tấn thôi. Và trước đó thì thu được trên 10 tấn quý anh chị nhé. Đó, gia chủ có chia sẻ với em thì em cũng chia sẻ lại với quý anh chị như vậy. Quý anh chị có thể quan sát nhé, cây điều của chúng ta thì đang thu kinh doanh mạnh nhé. Và tán thì đã được tương đối là khép kín rồi nên là sẽ đỡ cho chúng ta cái phần làm cỏ của anh chị nhé. Cỏ ở dưới này thì không mọc được quý anh chị, chỉ mọc được những cây cỏ con mà nhẹ nhẹ như thế này thôi. Chúng ta chỉ hàng năm chúng ta chỉ phát nhẹ đi tí là vườn chúng ta sạch sẽ luôn quý anh chị nhé. Đó, điều thì cây trồng rất là khỏe mạnh quý anh chị. Và cái chất đất của chúng ta đây, nếu chúng ta mà trồng trồng sầu riêng thì cũng rất là tuyệt vời luôn quý anh chị nhé. Ở đây thì chất đất rất là tơi xốp luôn. Em xin nhắc lại địa chỉ thông tin lô đất chúng ta. Lô đất chúng ta thì có địa chỉ tại xã Iaga, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai quý anh chị nhé. Và lô đất chúng ta thì có tổng diện tích là 5 hecta, được trồng toàn bộ là điều đông đặc như thế này và đang thu kinh doanh mạnh quý anh chị nhé. Với mức giá gia chủ rất là mong muốn có gửi bên em bán với giá là 450 triệu trên 1 hecta quý anh chị. 450 triệu trên 1 hecta. Còn thương lượng cho quý anh chị nhẹ nhẹ nhé. Và bao sổ sách cho quý anh chị luôn. Quý anh chị nào quan tâm thì gọi điện cho em theo số điện thoại 0822 727 679 và kết bạn Zalo với em nhé. Em sẽ tư vấn thêm cho quý anh chị ạ. Vâng, với mức giá theo em nghĩ là nó rất là hợp lý luôn quý anh chị nhé. Gia chủ bán với mức giá chỉ bằng người ta bán 1 hecta đất trống thôi quý anh chị nhé. Đất chúng ta thì đang có điều thu kinh doanh mạnh như thế này, nhưng chỉ bằng những nơi khác người ta bán 1 hecta đất trống thôi. Do gia chủ rất là cần bán nhanh lô đất này. Chỉ 450 triệu là chúng ta đã sở hữu 1 hecta điều đang thu kinh doanh mạnh như thế này thì em nghĩ là rất là phù hợp luôn. Quý anh chị nào quan tâm thì cứ đến xem trực tiếp và gọi điện cho em và kết bạn Zalo nhé. Và bây giờ em cũng xin phép được kết thúc video ở đây ạ. Xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.